Đây là tiên thú rê. Tại sao là tiên thú? Bởi vì bạn này không bao giờ thích ăn đồ sống. Đúng không rê? Con đang muốn trở thành tiên thú đúng không? Còn đây là thần thú. Không, đây là quỷ. Con quái vật đô đô. Thích quýnh lộn, thích sát sanh. Bởi vậy mặt mày nó sẹo không à. Ba chân mày chạy dữ như ta. Bé Đô ơi, bé Rê ơi, bé Honey ơi, về thôi tụi con à. Phóng sanh kiểu này nhanh, em tiết kiệm được thời gian để làm những việc khác. Mọi phương thức bẫy bắt lưới ở trong tự nhiên này em đã làm qua tất cả cho quý vị coi video rồi. Còn lại là đi te dạng lớn, bẫy đăng bãi, là kéo đăng một cái khúc sông lớn thì chưa làm, với đi đáy còn hai cái đó thôi. Nhưng mà những phương thức đánh bắt đó cũng mất thời gian và cũng bắt những cái loài tương tự, nó chỉ có là nhiều hơn thôi. Gu hôm vô vô anh em ơi, về rồi, về tranh thủ đi, tranh thủ đi, giờ tới giờ ăn cơm trưa rồi. Phóng sanh quá chuẩn, em giống như là một chàng tiên cá bảo vệ khúc sông này, giúp các vị Bồ Tát có được phước báo chân thật từ việc phóng sanh. Giải cứu động vật đối với em bây giờ rất là cực nhanh, chỉ mất 5 phút là làm được tất cả mọi thứ. Đất không đó.